trận thi đấu lèo nữ tiếp theo giữa hai đô Trần Thị Hòa Hải Phòng góc đỏ gặp Dương Thị Cúc Bắc Giang góc xanh. Mời hai đô. Đô Hòa là vận động viên trẻ của Hải Phòng và đô Dương Thị Cúc thì là quê ở xã Ngọc Châu, Tân Yên. Vâng. Giờ một bắt đầu. Và đã tốt nghiệp đại học thể dục thể thao, hiện nay là huấn luyện viên của huyện Hiệp Hòa. Đọc cái thôi cho nó quách lên. Đoàn gồng 4 điểm đấy. Đỏ 4, ăn miếng cả miếng ghê đấy. Đấy. Còn phản là 2 điểm đấy. Xanh 2 điểm. Lốc. Nếu mình để dạng giữ cho nó kéo dài thời gian lại hai cân chút tí hết được mất một điểm rồi thì coi là đỏ một trận đấu tiếp tục. Và trong khi điều hành thì khi vận động viên gần ra mép giới là trọng tài phải có khẩu lệnh nhắc nhở. Đấy. Chưa có điểm. Rồi. Đó một điểm tiếp. Đấy các quý khán giả là chú ý theo dõi một tí là hiểu luật được ngay đấy. Đấy nhưng trường hợp là mất một điểm nữa. Anh hai đỏ. Trận đấu tiếp tục. Thôi hết giờ. Mời hai đô nghỉ giải lao. Thời gian của nghỉ giải lao ấy được vật tự do quốc tế là chỉ có 30 giây thôi. Du cái xốp vào. Đấy, đòi hỏi vận động viên là phải có sức khỏe, thể lực rất là tốt thì mới chịu được. Quay lại du cái xốp vào. Thế nhưng ở giải địa phương thì chúng tôi áp dụng cái thời gian nghỉ giữa quãng là tùy theo cái tình hình thực tế trên sân. Đấy. Mời hai đô tiếp tục. Giờ một đỏ 8 điểm. Xanh 10 điểm. Giờ 2. Vâng, cái đoàn sau đấy là 4 đấy. Vận động viên mà cứ gối nổi lên bị đánh là bị mất 4 điểm.
Trận đấu tiếp tục. Đòn vừa rồi là đánh rất cao, phản đòn từ trên cao xuống 4 điểm cho đòn. Xanh. Xanh được. Xanh cho phản được. Đến 1 điểm thôi. 3 điểm thôi. 3 điểm thôi. Hết thời gian thi đấu hiệp 2. Chúng tôi xin công bố kết quả với tổng số điểm 20-16, vận động viên góc đỏ thắng. Mời đô đỏ lên nhận giải nhì. Mời hai đô bản dân tộc nam. Mời trọng tài Phạm Văn.